Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, nếu ai đã từng đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, chắc hẳn sẽ thấy nhiều bức tượng Chúa Đức Mẹ cùng các thánh. Đằng sau những bức tượng đó là cả một câu chuyện đau thương và ly kỳ. Được biết, nhiều lần ban giám đốc bệnh viện muốn rời bỏ những bức tượng này nhưng đều bất thành. Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hiện nay, trước đây là tu viện dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1964, sau 39 năm các vị thừa sai đầu tiên của dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam năm 1925, tại Việt Nam đã hình thành một tỉnh dòng độc lập. Thành quả này thấm đẫm bao máu xương của các vị thừa sai Canada cũng như Việt Nam. Lúc này, nhiều tu viện và các trung tâm đào tạo của tỉnh dòng được thiết lập trên khắp ba miền đất nước, Bắc, Trung, Nam. Năm 1965, đệ tử viện từ Vũng Tàu được rời về Chợ Lớn và cũng trong thời điểm này, tỉnh dòng đang xây dựng một cơ sở đào tạo rộng lớn hơn tại Thủ Đức. Để khi cơ sở này hoàn thành thì học viện ở Đà Lạt và đệ tử viện sẽ được rời về đây. Toàn bộ diện tích đất tại cơ sở mới này lên đến 20 mẫu Tây. Vì ngoài diện tích đất để xây dựng cơ sở đào tạo như nhà nguyện, nhà ở sinh viên, trường học, sân bóng, còn có một trang trại chăn nuôi heo nhằm phục vụ việc kinh tài cho đời sống của tỉnh dòng. Hiện, cơ sở này tọa lạc tại số 64 Lê Văn Chí, khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Ngay sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, việc đào tạo tỉnh dòng vẫn còn ổn định mặc dù hoàn cảnh đã thay đổi quá nhiều. Nhận thấy sự nguy hiểm của chế độ mới đang đến rất gần, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo các tu sĩ trở thành linh mục, nên từ tháng 6 năm 1975 đến tháng 6 năm 1976, tỉnh dòng đã tổ chức 3 lễ trao sứ vụ linh mục cho 11 thầy. Lúc này, tại tu viện Thủ Đức chính là cơ sở đào tạo của tỉnh dòng gồm cả 3 cấp: đệ tử viện, tập viện và học viện. Đầu năm 1978, nhà cầm quyền bắt đầu tấn công cưỡng chiếm tu viện Thủ Đức. Cụ thể, sáng ngày 25 tháng 1 năm 1978, nhà cầm quyền đã đưa lực lượng rất đông công an đến cưỡng chế, trục xuất các linh mục và tu sĩ đang sinh sống, học tập tại tu viện Thủ Đức. Một số linh mục, tùy theo sứ vụ đang thực hiện, bị bắt giam tù từ vài tháng lên đến nhiều năm. Các sinh viên học viện bị đưa đi giam giữ và bị điều tra trong vòng 3 tháng. Một số lớp đệ tử đang được về quê nghỉ hè nên may mắn thoát nạn. Toàn bộ tài sản của tu viện Thủ Đức bị tịch thu mà không có bất cứ một quyết định hoặc văn bản nào đúng pháp luật về việc tịch thu cơ sở tu viện Thủ Đức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau ngày kinh hoàng đó, việc đào tạo của tỉnh dòng hoàn toàn chấm dứt. Các thầy học viện bị phân tán khắp nơi, người tìm đường vượt biên để sống đời tu, người ra đời làm đủ nghề, đạp xích lô, sửa xe, thợ điện, thợ máy và sống đời tu tại gia, người tha phương cầu thực, có người bỏ đời tu. Sau khi cưỡng chiếm toàn bộ tu viện và tài sản hiện có, nhà cầm quyền đã biến tu viện thành bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức như hiện tại. Cho đến hôm nay, những dãy nhà hầu như còn nguyên vẹn thuở ban đầu. Từ bức tường rêu phong, các cánh cửa sổ, nét trang trí bên trong các căn phòng, lối đi giữa các hành lang hầu như không có gì thay đổi. Tượng Chúa Cứu Thế được đặt giữa hồ sen vẫn đứng vững sang tay như che chở nhân loại khổ đau này. Huy hiệu nhà dòng được khắc trên bệ tượng vẫn hiện rõ ràng chữ đậm. Nơi người ơn cứu chuộc chứa chan, mặt sau bệ tượng vẫn còn nguyên hàng chữ: tu viện dòng Chúa Cứu Thế chân thành ghi ơn quý vị ân nhân. Ngoài ra, còn một số bức tượng khác vẫn yên vị như điểm tâm linh lặng lẽ cho ai có niềm tin đến cầu nguyện. Bức tượng Đức Maria ẵm Hải Nhi được đặt gần ngoài cổng chính của bệnh viện vẫn được con cái mẹ đến kính viếng và dâng tặng hoa tươi. Nằm chính giữa hai dãy nhà tu viện là tượng thánh Giuse cùng hai gốc sứ, cây đại, cổ thụ, dấu ấn lâu năm sự hiện diện của nơi này. Ngoài ra, còn có một số ảnh tượng khác được đặt bên ngoài hay bên trong các dãy phòng. Các bệnh nhân ở đây mỗi ngày vẫn lặng lẽ cầu nguyện trước các ảnh tượng, dù ban giám đốc bệnh viện đã nhiều lần muốn dỡ bỏ nhưng đều bất thành. Các bệnh nhân đến nguyện cầu trước ảnh tượng, dù công giáo hay không công giáo, dù rõ sự tích nơi này hay không, nhưng chắc chắn trời cao sẽ ban bình an cho ai có lòng thiện tâm. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống xung quanh chúng ta có rất nhiều những hiện tượng bí ẩn, huyền bí, vượt xa các quy luật của tự nhiên, thách đố các nhà khoa học trên thế giới. Với sự vượt bậc của khoa học,
rất nhiều trong số các điều kỳ lạ đều đã được đưa ra những lời giải thích mang tính khoa học. Tuy nhiên, dù cho khoa học phát triển xa đến trình độ nào, vẫn còn rất nhiều sự kiện phi thường vẫn chưa thể có được câu trả lời. Và tượng thánh Vinh Sơn Liêm không thể phá hủy tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điều kỳ lạ đó. Trường phổ thông Trung học Nguyễn Trung Trực nằm trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cố linh mục hiệu trưởng du xe Vũ Ngọc Tấn, nguyên sáng lập trường, sinh năm 1919 tại Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Cha đã kiến thiết và làm hiệu trưởng trường tiểu học mang tên Thánh Vinh Sơn Liêm với niên khóa đầu tiên năm 1957-1958. 3 năm sau, nâng thêm bậc trung học từ lớp đệ thất, lớp 6 tới đệ tứ, lớp 9. Ngày nay, trường càng mở mang hơn, từ đổi thành trường cấp 1 Lê Văn Tám, rồi tới trường tiểu học Lê Hoàn hiện tại. Vẫn tiếp tục nối tiếp việc quảng bá giáo dục. Đầu năm 1967, lần nữa, cha lại xây dựng trên thảo điền Gia Viên, một ngôi trường trung học 4 tầng khang trang cùng mang tên Thánh Vinh Sơn Liêm với niên học mới 1968-1969, từ lớp 6 tới lớp 12. Cuối năm 1972, sau hoàn cảnh khách quan, chức vụ hiệu trưởng được trao cho linh mục Duy Ân, Nguyễn Vũ Vịnh cùng đảm nhiệm bởi các sư huynh dòng Thánh Tâm Huế. Sau tháng 4 năm 1975, cha cố du xe Vũ Ngọc Tấn về nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu tại Gia Kiệm, Đồng Nai. Trường Trung học Vinh Sơn Liêm được đổi thành trường cấp 3 Phổ thông Trung học Nguyễn Trung Trực tới nay. Cha đã ly trần vào ngày 19 tháng 11 năm 1987 tại giáo xứ Hoàng Mai, hưởng thọ 68 tuổi. Trường được cha cố du xe Vũ Ngọc Tấn là cha sở tiên khởi giáo xứ Hoàng Mai xây dựng từ năm 1954, mang tên Thánh Vinh Sơn Liêm với bức tượng thánh sừng sững oai nghi giữa sân trường. Sau 1975, trường bị đổi tên thành Nguyễn Trung Trực. Có một điều lạ là dưới chân Thánh Vinh Sơn Liêm luôn có bình hoa tươi và vẫn duy trì cho đến nay. Điều lạ thứ hai, ai cũng nghe rằng người hiệu trưởng lúc ấy là bà Nguyễn Thị Lan muốn hạ bệ bức tượng Thánh Vinh Sơn Liêm, bà đã gặp cha xứ Hoàng Mai là cha Vinh Sơn Lê Minh Vọng để trao đổi. Sau khi thỏa thuận với bà Lan thì cha ấy ngã bệnh nặng. Bà Lan đã nhiều lần cho máy cày máy búa vào cầu, phá, đập tượng thánh nhưng không sao phá được bức tượng nhỏ bé, yếu ớt so với sức cầu, phá của xe cơ giới. Ngay cả dòng chữ Vinh Sơn Liêm mong manh trước cổng trường, họ cũng không tài nào phá nổi nên vẫn còn đó tấm bảng tôn Nguyễn Trung Trực che ốp bên ngoài. Với bức tượng thánh Vinh Sơn Liêm vẫn oai nghi hiện hữu cùng mọi thế hệ con cháu gốc. Kính thưa cộng đoàn, tại Sài Gòn năm 1975, nhiều công trình tôn giáo phải giao lại cho nhà nước sử dụng và có nhiều nơi dù được dùng cho mục đích như trường học hay bệnh viện, nhưng vẫn còn đó những di tích của tôn giáo. Ngoài tượng thánh Vinh Sơn Liêm không thể phá hủy tại trường Nguyễn Trung Trực, thì vẫn còn một nơi cũng tương tự như vậy, dù chính quyền có cố gắng phá bỏ thế nào cũng không được. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.